lại với kênh Quýt. Đây đã là đèn vlog số 4. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi tất cả những video trước của Quýt. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo của bài You Know I Go Get. Ok, bắt đầu thôi. Ok, để bắt đầu trước khi mình tập cái bài nhạc này thì công việc quen thuộc của chúng ta vẫn là phân tích nhạc. Nhưng ở phần trước chúng ta đã xem cái cách phân tích nhạc của bài này rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ xem lại một lần nữa cho chắc nha các bạn. Ok, let's go. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp với tổ hợp số 4. Đây đã là phần tiếp theo của bài You Know I Go Get. Ok, đầu tiên chúng ta luôn luôn là khép chân lại. Bây giờ chúng ta sẽ bước đều bước trong 1 lần 8 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tập tay. Bạn đưa tay phải lên trước và tay trái co lại. 1, 2 và đổi ngược lại là 3, 4, đưa hai chân cao. 5, 6 và bạn chỉ thẳng ra lần trước là 7, 8. Chúng ta sẽ kết hợp tay chân. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn thực hiện động tác này là 2 lần 8. Và chúng ta sẽ tiếp tục lần 8 thứ 3 với tay phải đến vai. 1, 2, tay trái 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Các bạn sẽ bước chân trái trước vì chúng ta đang dùng tay phải trước là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Chúng ta sẽ kết hợp tay chân. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Ở lần 8 cuối cùng chúng ta sẽ dùng cái động tác là tắt và khép. Ok, chúng ta sẽ đầu nhảy ra là một tắt là 1, khép là 2, tắt ra là 3. Nhưng ở lần thứ 4 thì chúng ta sẽ bắt chéo chân lại là 4. Và chúng ta sẽ xoay trong 5, 6, 7 và 8. Ok, đồng thời chúng ta sẽ sử dụng tay mở ngang ra như này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuối cùng chúng ta sẽ tạo dáng thật là đẹp để chuẩn bị vào drop nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhảy lại toàn bộ tổ hợp. Chúng ta bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong tổ hợp số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ tập đến phần hấp dẫn nhất của bài nhạc nha các bạn. Đó là phần drop. Và các bạn luôn nhớ động tác đầu tiên đó là khép chân lại. Các bạn bước chân phải qua chỗ bên trái, đồng thời lắc hông, tay đưa ngang là 1, 2 và đưa lên trán 3, 4. Sau đó chúng ta đổi bên là 5, 6 và 7, 8. Các bạn cúi người xuống 1, 2 và bạn co chân đánh hai tay lên 3, tiếp tục hạ xuống là 1, gặp người 2, 3, đánh lên chân 4. Ok, các bạn sẽ tiếp tục bước qua là quỵ xuống 1, 2 và khép lại là 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, chúng ta lại bắt đầu là bước chân phải qua gặp người 1, 2, 3 lên và gặp quỵ và lên. Bây giờ mình sẽ nhảy lại toàn bộ tổ hợp các bạn xem. Ok, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1,
2, 3. 1, 2, 3, và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Vậy là đã xong tổ hợp này, các bạn chỉ cần nghĩ lại một lần giống như vậy nữa là ok. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. We'll be right back.
cùng chúng ta đã hoàn thành xong phần 1 và phần 2 của bài You Know I Go Get. Các bạn nếu có bất kỳ một cái góp ý gì cho mình thì bạn có thể comment bên dưới cái video clip này giúp mình nha. Các bạn hãy like và subscribe để đón xem những video clip tiếp theo của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye.